Ok, chào mấy ông nha. Cái này là tập 3 nha. Mấy ông chắc cũng chắc nên coi, nếu mà chưa thì nên coi tập 1, tập 2. Còn nếu mà không muốn thì cũng được. Tại tôi cái series này tôi làm tôi đi chậm lắm. Tại tôi muốn những người mà mới làm nhạc theo kịp á. Có một cái là trong cái video mà tập 1 á, có nhiều bạn chia sẻ là muốn màn hình rõ hơn hoặc là không thích cái cong cong này. Cái lý do mà mình làm cong cong là do mình xài cái chương trình mà nó có cái bàn phím này, nhưng mà nếu mà nó mờ quá thì mình sẽ không xài nữa. Mình bây giờ mình có cái chương trình bàn phím khác rồi. Ok, một điều nữa trước khi vô tập 3 là mình có vô một cái group làm nhạc trên Facebook, thì mình có đăng lên cái post cái video thì có mấy bạn rất là kiểu như rất là thích nên mình cũng thấy vui. Mong cũng có nhiều bạn góp ý nên mình cũng ghi xuống. Có gì mấy cái tập sau mình sẽ nói về những vấn đề đó. Ok, tập 3 nha. Tập 3 đầu tiên là học chord basic là advanced, có nghĩa là nếu mà mình làm video tập 1 á, có nhiều bạn thắc mắc là không phải có nhiều bạn thắc mắc mà là có một vài bạn thắc mắc là mình là không biết là hợp âm minor hay là major là trưởng với thứ sao á, thì hôm nay mình sẽ giải thích cái đó nha. Ok. Ok, vậy là cái bài này á, nhưng mà bạn nhớ cái tập 1 á thì hợp âm của nó là A thứ, E thứ, son trưởng với lại re thứ nha. Điều mà bạn muốn biết, khi nào mà bạn muốn biết mà thứ với lại trưởng á, thì bạn sao ta dựa vào cái tông của bài hát. Cái tông của bài này á, là tông C, thì á, nếu mà các bạn nào mà biết đánh á, piano á, hoặc là biết về nhạc lý một chút á, thì cái này cũng không cũng cái này là dễ, nhưng mà nếu mà mấy bạn mà không biết chơi piano, không biết nhạc lý nhiều quá thì có thể theo cách này. Ok, vậy giờ theo mình theo A thứ nha. A thứ á, là có A. Sao bạn các bạn đếm A trong này đúng không? Bây giờ thêm đếm là 1 2 3. Tại vì cái này là thứ nên theo là 1 3 với lại 4 nha. Còn trưởng là 1 4 3. Ok, A thứ là 1 3 4 là cái này là 1 nè, cái này là 1 2 3 3 nha. Đây là 1 2 3 4 4. Ok, vậy là hợp âm này có 1, 3, 4 nha. Ok, giờ mình qua một hợp âm trưởng nha. Đây là son trưởng nè. Son trưởng thì có son, là bạn đếm là 1, 4, 3 nha. 1, 2, 3, 4, 4 đây. Từ đây đến 3, 1, 2, 3 là đây nha. Là hợp âm có son, si với lại re nha. Đó là cách mà các bạn làm hợp âm trưởng hay thứ. Còn hồi nãy mình nói á, cách mà mình biết cái bài đó hợp âm này là trưởng hay hợp âm thứ, thì các bạn phải biết cái tông của bài hát với lại biết cái scale của bài hát. Bài này thì tông C thì nó không có nốt đen, có nghĩa là nếu mà bạn chơi tông A mà bạn chơi A trưởng á, thì nó sẽ có nốt đen. Vì bạn đang đếm là 1, 4, 3 nha. Trưởng là 1, 4, 3 nha. 1, 2, 3, 4 nè. Nó sẽ có nốt đen. Nhưng mà tông C thì không có nốt đen nên vậy cái hợp âm la này sẽ là hợp âm thứ. Nghe thì có vẻ kiểu như mấy bạn mà không biết chơi piano á, hoặc là không biết nhiều về nhạc lý á, thì nghe thì nó hơi phức tạp. Nhưng mà nếu mà quen á, thì nó sẽ rất là dễ. Ok, cái đó là basic. Bây
Bây giờ mình qua advanced. Advanced á là cái mấy tập trước á là mình vẽ mấy cái hợp âm này ra, là mình vẽ theo kiểu gì nè. Nên nó rất là đơn giản. Nhưng mà mình làm nhạc á, mình cần thêm những nốt, cần thêm nhiều nốt cho nó hay hơn. Ok, vậy các bạn có thể làm cho mấy cái hợp âm này nó hay hơn chút nha. Bình thường á thì muốn cho hợp âm nó hay hơn á cũng tùy vào kinh nghiệm mỗi người. Mình cách mình hay làm á thì mình các bạn mà có cái biết chơi piano mà có bàn phím á thì các bạn có thể chơi cho bàn phím thử, rồi chơi trên piano thử, rồi thấy hay thì mình vẽ vô. Còn nếu mà các bạn không có thì mình cứ ngồi vẽ đại thôi cũng được. Lần này thì mình sẽ dùng dùng cách vẽ đại thì cho nó cho mọi người dễ hiểu hơn. Ok, mình sẽ bắt đầu vẽ nha. Lặp lại là cái bài này là ở tông C trưởng, ở tông C nên nó không có nốt đen, nên các bạn có thể vẽ lúc nào cũng được mà đều có nốt đen được à. Thường cái này đó. Cái này thì tùy theo kinh nghiệm thôi, các bạn thử nếu mà không có kinh nghiệm thì các bạn cứ thử rồi sẽ thấy hay thì mình giữ thôi. Sorry, cái tiếng Facebook đó là tiếng của mình hả? Để mình tắt. Ok. Ok, các bạn vẽ mà các bạn đừng có chú ý là đừng có vẽ nốt đen nha. Mình nói lặp mình lặp lại hơi nhiều. Ok, thử nha. Cái nốt này nghe kỳ. Các bạn muốn thêm cũng được, nhưng mà mình nghĩ là sau này mình sẽ thêm cái gọi là cái lead đó, là cái melody ở trên lại, nên mình sẽ không có vẽ nhiều lắm, mình không có làm nhiều nốt lắm. Ok, bây giờ mình không biết làm thêm hay là mình giải thích tiếp đây. Có mấy bạn làm nhạc có kinh nghiệm rồi nên coi mấy cái video này sẽ thấy hơi có một vài chỗ hơi chán, tại vì mình giải thích nhiều cái mà người ta biết rồi á, nhưng mà mình cũng không muốn đi nhanh lắm, tại nếu mà đi nhanh thì cái series này nó không có giúp cho những người mới biết làm nhạc. Ok, thì sau khi là mình đăng lên á, có nhiều bạn á hỏi là mà thắc mắc về mix với lại master, muốn mình giải thích thì hôm nay mình sẽ giải thích sơ qua về cái mix and master. Mix á, là các bạn á, theo mình nghĩ thôi nha, tại mình không có đi không có học trường nhạc nên mình không biết chính xác cái ý nghĩa của mix and master, nhưng mà theo mình nghĩ á, theo mình hiểu á, thì mix á, là các bạn điều chỉnh âm lượng của mấy cái track như vocal, trống, hợp âm với lại bass rồi á, điều chỉnh sao cho nó hòa quyện với nhau. Cái này đừng có to quá, đừng có nhỏ quá. Và mix cũng là thêm thêm mấy cái effect á, cho cái tiếng nó hay hơn. Ví dụ như vocal thì đừng có nhiều bass quá. Sub bass thì đừng có nhiều treble quá, ví dụ như vậy. Cái đó gọi là mix. Thì tùy vào tay mỗi người, kinh nghiệm. Nếu mà bạn làm nhạc lâu năm thì các bạn khi mà các bạn làm nhạc á, các bạn vừa làm các bạn vừa mix luôn, nghĩa là các bạn thấy là mình vừa làm mình vừa điều chỉnh âm lượng của mấy cái này nè,
rồi mình thêm effect vô á, cái đó gọi là mix nha. Thì cái đó tùy vào tay mỗi người thôi. Còn master á, master là mấy tập 1. Tập 1 á thì mình có giải thích về pre-master, có nghĩa là mình để một cái master thôi, nhưng mà không phải là cái final, không phải là cái sản phẩm cuối cùng, nhưng mà mình để cho nó tiến hỏi vỡ thôi. Còn master á, là sau khi mình làm xong hết rồi, mình làm bài bài nhạc nó đầy đủ hết rồi á, rồi mình muốn cái bài nhạc nó kiểu như bass nó mạnh hơn, hoặc là trống nó đập mạnh hơn, hoặc là vocal nghe nó, tiếng hát nghe nó kiểu như rõ hơn á, nói chung là nghe hay hơn gì đó, thì các bạn sẽ xài master. Thì mình á thì hay xài mấy cái phần mềm mà nó giúp cho master thôi, chứ mình không không có mình không có dùng cách gì mà kiểu như pro gì hết á. Còn mấy người mà làm ở studio thì người ta dùng mấy cái phần mềm mà, hoặc là mấy cái effect nó cao siêu hơn chút. Mình thì mình chỉ dùng cái này gọi là OTT thôi. Thì nó làm cái cái này nhiều người xài lắm. Cái này thì nó làm cái bài nhạc mình nó, cái này là compressor này, nó làm cho bài nhạc mình nó bự hơn chút. Với lại compressor á, đơn giản nghĩa đơn giản là nó làm cái tiếng nhỏ bự hơn, với lại nó làm cái tiếng bự đừng có bự quá gì đó, nghĩa là nó đẩy cái dưới lên, mình nó chặn cái ở trên. Với lại bạn cũng có thể kéo cái trên đi xuống, có nghĩa là các bạn nén nó lại á, cho cái bài nhạc đó, nó không có kiểu như có khúc nhỏ quá, khúc bự quá, mà nó sẽ nghe nó đều hơn. Ok, vậy mình master mix là master basic là gì? Còn đi sâu hơn nữa thì sau này khi nào mà làm xong bài nhạc á, thì mình có thể khi mà mình master á, thì mình có thể nói nhiều hơn chút. Ok. Ok, vậy giờ mình làm bài nhạc một tí đi. Vì cái advanced sidechain này không biết bây giờ nói hay là tập sau đây. Bây giờ nói cũng được ha. Cái advanced sidechain á là cái này là tập mấy tập đầu mình hướng dẫn các bạn sidechain nha. Nhưng mà các bạn để ý á, giờ mình tắt cái bass đi. Các bạn để ý á, khi mà nó vô á, nó có cái tiếng cạch 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 cạch. Cái vấn đề này mình gặp mấy bao nhiêu rất là nhiều năm luôn á, nhưng mà gần đây thì mình tìm ra được cách khắc phục rồi. Các bạn nghe nghe thử nha. Bạn nghe tiếng không? Cạch. Kiểu như nó bị vỡ ra. Ok, cách khắc phục đó là các bạn kéo cái này ra đây nè. Các bạn để nút Alt, bạn kéo qua trái một một cái thôi. Ok. Cái này. Nó không có cạch nữa. Bạn nghe cái này mà chưa kéo nào, nó cạch nữa. Ok, kéo này lại đây. Nó nghe cái bạn mà đeo tai phone thì nghe nó bị vỡ một chút, thì các bạn kéo nó qua bên trái hoặc là nó khắc phục nha. Thì các bạn mình chọn hết tất cả những cái sidechain đó, mình kéo luôn lần đi đó. Ok, vậy cái này mình gọi là advanced sidechain nha, cũng không có gì to lớn lắm, nhưng mà là nó làm cái bài nhạc mình nó không có lỗi nhiều, mình hạn chế cái lỗi đi. Ok, vậy mình làm tiếp nha. Bây giờ mình qua phần build up đi. Thường thường mấy bạn thấy nhạc người ta hay có mấy cái này nè.
cái mà chạy lên á, thì mình thế mình nghĩ á, thì các bạn đừng có xài cái đó nhiều quá. Kiểu như nếu mà chưa bài hát chưa xong mà bạn xài nhiều quá thì mấy cái melody á, nó sẽ mờ đi, nó làm bài nhạc của bạn nó không có phong phú được. Mình thì chắc xài một một đến hai cái trước đi ha. Xài cái nào đây? Cái này đi. Cái này kéo vô nó hơi dài. Các bạn để đây. Bình thường thì bạn chỉnh tiếng nó nhỏ lại, bình thường mấy cái này nó bự lắm. Ok, mình nghĩ thì bài này á, tại mình lỡ theo cái đường future bass nên chắc mình nghĩ mình sẽ làm bài này nó nhanh hơn chút. Tại future bass 120 thì nó hơi chậm. Cái cách mà các bạn á, khi mà các bạn chuyển cái này đi nè, thì mấy cái này á, nó không có đi theo đâu, nó dài, mấy bạn thấy nó dài ra thì thôi chứ không có đi theo nhanh hơn, nó không có nhanh hơn đâu. Các bạn muốn á, thì các bạn kéo nó đi. Bây giờ mình làm cỡ 140 đi. Ok, xong các bạn nhấp vào đây, nhấp vào cái đầu tiên, cái góc trái này. Fit fit to tempo nha. Rồi các bạn type in BPM vô. Các bạn ghi 120. Chờ nó một chút. Ok, bạn nghe thử. Hôm qua em hứa hẹn trong đường, hôm nay khi thôi say em nói ok gì đây. Cái này là mình giải thích các bạn build up thôi chứ chắc mình không làm cái này. Mình mở bài xin lại. Ok, thường thường á, có mấy người á, người ta hay thích xài mấy cái gọi là cái loop á. Người ta xài mấy cái loop cho người ta làm biến, người ta xài mấy cái loop. Thì các bạn xài loop cũng được. Ví dụ như mình thử nha. Build up nè. Các bạn xài cái này giống gì nè, kiểu gì nhưng mà theo mình nghĩ thì đôi khi mình làm biến mình xài cũng được, nhưng mà tốt hơn á, thì mình đừng thì đừng có nên xài. Tại nếu mà xài xài hoài á, thì mình không có tập làm mấy cái build up, thì sau này á, khi mà mình kiểu như mình xài hết mấy cái này rồi á, mình xài chán rồi á, mình muốn làm á, thì mình phải tập lại. Nên bây giờ các bạn nên tập tập làm luôn. Cái khúc này á, các bạn mà kiểu như giống mình á, mà kiểu như làm nhạc lâu năm á, thì có thể kiểu như mình biết nó thiếu cái gì á. Nó thiếu một cái gì đó gọi là cái tập tập á. Thì các bạn mấy cái này á, thì mấy cái tiếng mà nhỏ 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 á, thì các bạn có thể nên các bạn nên xài mấy cái sample này, tại vì nó có nhiều cái hay lắm. Top đi. Ok, mình để mình coi thử cái này. À, cái này hay lắm nè. Cái này mình
Mình không biết lấy đâu nhưng mà mình thấy nó hay. Từng 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 từng. Giờ gì thì mình thường cái nào mà bạn các bạn muốn thay đổi cái tông độ của nó thì các bạn nên xài cái này nha. Cái này mình gọi là percussion. Cái này mình vẽ cái nốt gì cũng được, tại cái này là nghe cho nó hay thôi chứ không có cần theo nhạc lý. Cái này hơi hơi dài phải. Vân còn dài. Mình sẽ sửa cái này lại. Mình thử cái này. Ôi, thiếu rồi nó, thiếu một nó rồi. Ok, vì như hồi nãy mình nói thì mình thêm nghe một cái melody ở trên cái drop này. Thì mình cũng xài silent tiếp nha. Mình thích cái này lắm. Okay, mình có thử xài cái gì đây. Ok thì anh tự mình xài serum đi. Thường thường mấy cái lead mình hay xài serum hơn là silent. Mình lặp lại là cái này cũng hơi nguy hiểm mà kiểu như mình làm biến thì mình xài cái đó thôi cho nó tiếng nó bự hơn. Cái này thường mình có bàn phím piano thì mình dễ làm hơn, nhưng mà mình ok vậy mình sạc bàn phím piano nha. Cái này chứ mình chưa, như mình đã nói thì cái series này mình không có chuẩn bị gì hết nên mình không có cái ý tưởng gì đó nên mình sẽ dùng bàn phím piano. Cái này chắc để làm như cũ đi. Ok giờ mình coi cái EQ của cái này nó nằm ở đâu nha. Ok, nằm ở treble. Mình quay lại cái hợp âm thử nó nằm ở đâu đấy. Ok mình giảm cái này một chút đi để cái lead mình vô cái melody mình vô nó không có trùng nhau á. Thường các bạn nghe á, mình không biết giải thích tại làm sao để các bạn nghe được mấy cái những điều mà cần thay đổi á. Theo mình thì nghe, như mình hay nói là nghe nhiều loại nhạc
nghe nhiều thì mình sẽ biết nhiều. Kiểu như mình cái này mình cũng hay làm này. Kiểu như nó không vô đều mà nó vô sớm hơn một chút á. Các bạn nhớ thay đổi cái bass nha. Ok. Bây giờ mình quay lại cái lead nha, melody nha. Thì mình làm nhạc á, mình hay kiểu như mình chơi nhạc xong mình chơi theo á cho nó có cái feel. Nghe cái chord này nghe nó hơi dày. Để mình giảm cái để mình xài mấy cái phần mềm mình thay xài hơi nó có tốt hơn. OTT này. Cái này á mình nãy mình nói là dùng cho master á, nhưng mà cái này mình dùng cho cái gì cũng được đó. Ok, mình giảm cái này, giảm cái mid. Ok, mình quay lại video đây lần nữa nha. Này có ngày thì mình kiểu như chơi một cái là ra cái mình thích, còn có ngày mình chơi hoài mình cũng không thấy gì thích á, nên cũng tùy vào ngày, tùy vào kinh nghiệm. Ok, để mình ráng làm cái melody này xong mình kết thúc tập 3. Nghe gọi là lead đi. Không biết xài tiếng này có hay không. Cái tiếng clip này cũng hơi nhỏ. OTT tiếp đi. Thường mình làm drop thì mình nên làm 8 cái ô với mình là 4 cái ô này cho nó đi hai lần. Một lần này hơi ngắn ấy. Ok, mình làm lại cái này. Thường thì các bạn có thể vẽ nốt thì mình nghĩ thì lần này mình sẽ chơi thôi. Ok, mình ghi âm. Nó hơi sạch, nó hơi phèo chút là. Nghe cũng không hay lắm nhưng mà cũng không dở lắm. Nghe lại.
Các bạn thấy á, mấy cái nốt này mình chơi á, nó khác chứ lúc mà mình ghi âm á, là vì cái này người ta, cái này nó tự quantize nha. Các bạn không biết quantize là gì thì khi mà mình thu âm á, nó không có theo cái mấy cái like đâu, nó không có perfect đâu, tại mình là human mà, mình là người mà, thì chơi nó một là nhanh hơn hoặc là chậm hơn, thì mấy cái này á nó quantize á, cho nó đúng với cái đúng chính xác với cái nhịp. Cái này tùy theo loại nhạc, có loại nhạc thì các bạn nên để nó đến nó đúng chính xác luôn, còn có loại nhạc thì nó lên một chút nó hay hơn. Ví dụ như các bạn nghe nhạc như R&B hay là jazz, là thì mấy cái loại nhạc mà yêu cầu nhạc lý cao á, người ta chơi nó, người ta muốn nó bị lệch cái đường nhịp á, nghe nó hay hay, nghe nó kiểu cái feel nó khác hơn. Ok vậy nha, thì tập 3 như này đủ rồi, có gì thì gặp các bạn tập sau nha.